Hoa hậu Đàm Lưu Ly phá vỡ tiêu chuẩn ngành hàng không, hé lộ mức lương một người làm nuôi nhiều người. Đàm Lưu Ly không muốn nhắc tới hôn nhân, chỉ nhẹ nhàng bảo mọi điều không may và khó khăn nhất đều đã vượt qua được rồi, nên giờ chuyện gì cũng có thể bình thản đón nhận. Trở thành tiếp viên hàng không vì một người đi làm nuôi được nhiều người. Đàm Lưu Ly sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Từ nhỏ, Đàm Lưu Ly đã được bố mẹ cho đi học piano, guitar, múa, hát, ký xướng âm, kịch nói, kịch cầm và tham gia biểu diễn ở nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội, cung văn hóa Việt Xô. Chỉ còn từng học trường sân khấu điện ảnh, từng thi đỗ khóa học múa ba lê để du học Nga 11 năm, từng đoạt giải Hoa hậu áo dài làm MC dẫn chương trình, đi hát, nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng rốt cuộc lại chọn gắn bó với công việc tiếp viên hàng không. Chia sẻ về con đường và sự lựa chọn này, Đàm Lưu Ly tiết lộ, có sống trong gia đình nghệ sĩ mới biết khó khăn của người nghệ sĩ. Hồi nhỏ tôi cũng muốn theo nghệ thuật, nhưng bố mẹ đều không muốn vì làm nghệ thuật rất cực và nghèo. Bố mẹ tôi cũng vậy, nghệ sĩ chân chính là nghèo lắm, không như bây giờ. Nhà tôi từ bố mẹ đến cậu đều là nghệ sĩ, nên tôi nhìn thấy mọi người sống cực. Sau này mẹ phải ngừng làm nghệ thuật để ra ngoài kinh doanh. Khi mẹ làm kinh doanh thì cuộc sống gia đình đỡ hơn rất nhiều, từ đó bố mẹ quyết định không cho tôi theo nghệ thuật. Nhưng tôi nghĩ không nhất thiết phải theo nghệ thuật từ nhỏ, khi nào có điều kiện mình vẫn có thể theo nghệ thuật được. Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn làm MC, đi hát, đi trình diễn thời trang cho vui. Dĩ nhiên để làm được tốt những việc đó thì mình phải có tố chất và máu nghệ sĩ trong người rồi. Được biết, việc Đàm Lưu Ly chọn trở thành tiếp viên hàng không là để thực hiện mơ ước của bố. Bố của chị vốn công tác trong nhà hát múa rối trung ương, ông thường xuyên đi công tác nước ngoài. Có lần ông nói với con gái, bố thấy các cô tiếp viên rất xinh, bố mong ước một ngày nào đấy bố được bay cùng con mà con là tiếp viên hàng không. Câu nói đó của bố đã khiến Đàm Lưu Ly nung nấu mơ ước trở thành tiếp viên hàng không. Và như có sự sắp xếp của định mệnh, năm đó cũng là năm đầu tiên Tổng công ty Hàng không Việt Nam tuyển tiếp viên mở rộng, chứ không tuyển từ bộ đội hoặc các ngành khác sang. Chị nhớ lại, thập niên 90, vào được tiếp viên hàng không là cả họ mừng vì thu nhập rất cao, một người đi làm có thể nuôi được rất nhiều người. Tôi tham dự lớp tuyển tiếp viên hàng không đầu tiên của Hàng không Việt Nam và may mắn trúng tuyển. Tôi mất ăn mất ngủ một tuần vì mừng quá. Thời đó tuyển tiếp viên hàng không rất khó, yêu cầu khắt khe lắm, trên người có sẹo cũng không được. Người trực tiếp tuyển là các phi công chứ không phải là đoàn tiếp viên như bây giờ. Tôi cao vượt trội so với các bạn, 1m69 trong khi chiều cao tối đa là 1m66. Lúc phỏng vấn các chú phi công nói, các chú rất thích cháu nhưng cháu hơi cao quá so với cho phép. Chú cho cháu trượt thì chú rất tiếc, cháu có ý kiến gì không? Tôi bảo cháu nghĩ Hàng không Việt Nam sau này phải phát triển hơn, máy bay to hơn và chắc chắn sẽ cần người cao như cháu. Các chú vỗ tay đồng ý và ký luôn hợp đồng. Hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn nhắc tới hôn nhân. Thời điểm đó, Đàm Lưu Ly cũng là gương mặt đại diện cho Hàng không Việt Nam trên truyền thông báo chí. Với chiều cao nổi bật so với mọi người vào thập niên 90, cùng khuôn mặt khả ái, Đàm Lưu Ly được gia đình, đồng nghiệp, bạn bè nhiều lần khích lệ đi thi Hoa hậu. Năm 1994, Đàm Lưu Ly được bố chở đi thi Hoa hậu báo Tiền Phong, tiền thân của Hoa hậu Việt Nam bây giờ, và vào được top 5. Sau cuộc thi này, chị không muốn đi thi sắc đẹp nữa. Nhưng năm 1995, lãnh đạo Hàng không Việt Nam trực tiếp điện thoại, chỉ đích danh Đàm Lưu Ly đại diện hãng đi thi Hoa hậu áo dài. Người đẹp đi thi với tâm lý hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ không mặn mà gì. Tuy nhiên tới đêm chung kết, khi nhìn xuống khán phòng thấy 2/3 khán phòng là dân hàng không, tổng công ty, đoàn tiếp viên đi xem và cổ vũ, thì Đàm Lưu Ly nhủ lòng và quyết tâm đoạt giải, nếu không đồng đội sẽ rất buồn và thất vọng. Lần này may mắn đã mỉm cười với chị, Đàm Lưu Ly đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Hoa hậu áo dài 1995. Cuộc thi này tới giờ vẫn chưa có người kế nhiệm. Sau khi đoạt giải, Đàm Lưu Ly nhận được rất nhiều lời mời đi đóng phim, nhưng chị đều từ chối. Chỉ khi nào rảnh rỗi, chị mới nhận làm MC cho đài truyền hình hoặc tham gia trình diễn thời trang. Năm 33 tuổi, Đàm Lưu Ly gặp một người đàn ông, cả hai về sống chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau 20 năm cống hiến cho ngành hàng không, Đàm Lưu Ly quyết định dừng lại để vun đắp cho tổ ấm bằng một đứa con, đồng thời rẽ sang một con đường mới, một cuộc đời mới. Năm đó chị đã 39 tuổi. Sinh con ở tuổi 39 là một áp lực rất lớn với Đàm Lưu Ly. Chị nói, tôi áp lực lắm, 39 tuổi chưa biết chăm bé ra sao. Tôi tìm hiểu nhiều lắm, các nguồn từ báo chí đến bạn bè. Khi có bầu còn sợ không giữ được bầu, vì mình lớn tuổi rồi, lúc nào cũng sống trong sự hồi hộp lo lắng. Dĩ nhiên, xen lẫn là niềm vui. Vui bao nhiêu thì hồi hộp lo lắng bấy nhiêu. Tâm lý lúc đó đúng kiểu lỡ mà có gì xảy ra với em bé, thì liệu mình còn bầu, còn sinh con được không? Con gái Đàm Lưu Ly hiện 11 tuổi, cô bé giống mẹ có máu nghệ sĩ, đặc biệt học đàn rất nhanh. Theo lời kể của chị, chỉ cần nghe bản nhạc một lần là cô bé đã đánh được, từ violon đến piano. Đàm Lưu Ly khẳng định, con thích gì là chiều đó, con muốn theo nghệ thuật tôi cũng rất ủng hộ. Giờ mình có đầy đủ điều kiện để lo cho con rồi, chứ không vất vả như bố mẹ ngày xưa. Ở tuổi 50, Đàm Lưu Ly vẫn vô cùng trẻ đẹp. Đàm Lưu Ly không muốn nhắc tới hôn nhân, chỉ nhẹ nhàng bảo mọi điều không may và khó khăn nhất đều đã vượt qua được rồi, nên giờ chuyện gì cũng có thể bình thản đón nhận. Tôi rất hài lòng, vô cùng hài lòng với hiện tại. Những khó khăn vất vả, những điều không may mắn đã vượt qua hết rồi. Con đường tiếp theo, tôi rất tự tin, vui và sẵn sàng đón nhận mọi thứ vì mình đã kiểm soát được rồi. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, mỗi ngày đều cảm thấy yêu đời, bình an là hạnh phúc rồi, Đàm Lưu Ly nói.